như được sống lại khi tìm thấy con trai bị bắt cóc. Tôi như được sống lại khi nhìn thấy con trai. Bảo khi đó như được sinh ra lần thứ hai trên đời, anh Nguyễn Văn Hưng chia sẻ. Sáng 23 tháng 8, ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Hưng ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tấp nập người ra vào. Hàng xóm, thân nhân và cả những người lần đầu gặp họ đến chúc mừng gia đình anh Hưng đoàn tụ. Anh Hưng vừa đón con trai Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, về nhà sau khi cậu bé bị Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê Cao Bằng, bắt cóc chiều 21 tháng 8 ở công viên Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Như được sống lại, nhận cuộc gọi bất ngờ từ công an tỉnh Bắc Ninh lúc 19 giờ ngày 22 tháng 8, anh Hưng lập tức lên xe, đi một mạch đến tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoài nghi, lo lắng xen lẫn hồi hộp. Các anh công an gọi tôi đi gấp, cũng không nói lên đó làm gì. Họ chỉ cho một người trong gia đình được đi và tôi phải tắt điện thoại trên ô tô. Cảm giác lúc đó của tôi rất hồi hộp, lo lắng, không biết con trai có làm sao không, nhưng trong thâm tâm, tôi có linh cảm Gia Bảo ổn, anh Hưng kể. Khi xe vừa dừng ở trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang, anh Hưng được đưa vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu con trai khiến cảm xúc anh vỡ òa. Tôi mừng khôn xiết, không kìm được nước mắt. Khi đó cháu đang ngủ li bì, chắc con mệt quá. Tôi bế ôm hôn con mà bảo vẫn mơ màng rồi lại ngủ thiếp đi cho đến lúc được đưa về nhà ở Bắc Ninh, anh Hưng kể, trong khi trên tay vẫn ấm Gia Bảo và liên tục hôn cậu con trai. Chia sẻ về cảm xúc lúc này, anh Hưng nói, tôi như được sống lại khi nhìn thấy con trai. Bảo khi đó như được sinh ra lần thứ hai trên đời. Trở về nhà lúc 2 giờ, anh Hưng cùng con trai chưa được nghỉ ngơi ngay khi từng lượt người thân, hàng xóm đến chúc mừng, hỏi thăm. Tôi hơi mệt nhưng rất vui. Đến 3 giờ gia đình tôi mới đi nghỉ vì kiệt sức. Giấc ngủ đêm qua có lẽ là ngon nhất đối với tôi, bà vợ, bố Gia Bảo kể. Sau hơn 24 giờ lạc mất con, anh Hưng nhắn nhủ với các bậc cha mẹ hãy luôn để ý tới con trẻ. Sự việc xảy ra như vừa rồi có phần lỗi nhiều thuộc về người lớn. Đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Ông Cao Huy Mừng, ông ngoại Gia Bảo, nói với Dinh rằng cả nhà vẫn chưa quên cảm giác lo sợ, sốt sắng khi nghe tin cháu ngoại mất tích. Nhận tin đêm 21 tháng 8, tôi cùng cả gia đình lập tức bắt xe đến nhà Hưng cách hơn 60 km, có cả ông bà nội, người trong họ hàng đến nữa. Tới nơi, mọi người tỏa ra khắp nơi tìm Bảo, tìm thâu đêm đến sáng nhưng không thấy, ông Mừng kể. Thời điểm đó, ông Mừng cho biết gia đình rất hoảng loạn, nhiều lúc mất bình tĩnh. Cháu nó có 2 tuổi, gia đình không biết cháu bị mang đi đâu, có an toàn không. Đêm cháu bị bắt cóc, không một ai ăn được miếng cơm hay ngủ được chút nào, ông ngoại Bảo kể. Trong khi chưa tìm thấy con trai, anh Hưng cùng vợ đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Cạnh công viên có một hồ nước lớn, tôi suy luận khả năng Bảo ngã xuống hồ là không thể vì khoảng cách từ khu vui chơi ra hồ khá xa. Tôi cũng không có thù oán cá nhân với ai để bị trả thù như vậy. Trong đầu tôi khi đó chắc nịch rằng con mình đã bị bắt cóc, anh Hưng nói. Theo anh Hưng, đêm xảy ra vụ việc, anh chứng kiến sự khẩn trương và nghiêm túc của lực lượng công an khi nhanh chóng khoanh vùng, truy xét hình ảnh qua camera, điều tra nghiệp vụ, bố Gia Bảo có một niềm tin sẽ sớm tìm thấy con, dù trong lòng đang rất rối bời. Khi đó, rất đông người dân chẳng thân quen gì, nhưng họ tự nguyện ở lại cùng gia đình, không chút phàn nàn, cùng nhau đi tìm Bảo đến rạng sáng hôm sau. Sau khi tìm không có kết quả, họ quay lại, động viên, an ủi tôi. Đó thật sự là động lực rất lớn để tôi cùng gia đình trụ vững, bố Gia Bảo tâm sự. Ghi nhận của